giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Thank you.
bên đường, mến nhau ngây thật mà yêu thương ở sớm chiều. Vâng trăng non thì thầm,
anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trâu cây và hội buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên đến bên em, một làng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Theo anh về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm xanh, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm. Của hai cháu là sự nhất trí của hai bên. Hôm nay là sự thân quen, cái lễ đặt gia, cái tình mình hỏi thật ai. Nếu mà thành lễ thì tôi như là giờ đây là giờ mẹ đáp lại thì giờ thầy dịch cho em để thầy biết là cái nhà trai đi hai người đi với nhau. Hôm nay
cô Dũng Trần đã bên họ nhà gái. Hôm nay gồm có như là tàu cao, như là rượu, trà, bánh, trái cây, bỏ quần áo, như sầu tạc, sáu lại. Thì tiến trình bên họ nhà gái, hôm nay chúng tôi có để đứng lên cúng gia tiên. Rồi xin kế tiếp nữa, rồi qua cái phần mà coi như là thiện kim như là coi như là con tay, thì chương trình đó là coi như là thiện kim là coi như là phần lại là coi như là để gửi tiền trà nước, một phần nữa là để giết cô dâu, rồi còn có coi như đậu bông con tay là giết như là mắt đó, thì ở tính tình như là nhà gái đó. Như coi như là xin phép hội nhà gái như nhận lại. Qua lời trình bày của vị trưởng đoàn của bên hội nhà trai thì vị cũng đã chỉnh những sính lễ xin dâu lên hội nhà gái chúng tôi. Chính vì vậy mà để trước khi huynh hội nhà gái chúng tôi nhận những sính lễ đính hôn này thì xin quý vị cũng cùng an tọa dùng nước để chờ đợi cô dâu sẽ mặc áo cưới xong và ra, sau đó sẽ mở các sính lễ để hai họ và đặc biệt bên họ nhà gái chúng tôi được nhìn thấy những sinh lễ đính hôn, sinh lễ xin dâu của bên họ nhà trai. Lúc đó chúng tôi sẽ có đôi lời đáp từ và nhận sinh lễ xin dâu của bên họ nhà trai. Còn giờ đây xin mời vị cứ việc an toàn dùng nước chờ cô dâu một chút xíu. Kính mời đại diện bên họ nhà trai để xuất trình và nói lên ý nghĩa của dạ, coi như là trái cây, quả bánh và một quả coi như là sâu già có tính tình là bên họ nhà gái. Giờ cũng đã xong rồi, bắt đầu qua cái phần mà tao hiện kim và coi như là nữ trang cho cháu để đi về nhà chồng bé bên họ nhà gái. Giờ con lại tạ nước cho được kêu cho ba lưu rồi tâm lấy ông cho con xin cái gốc nhà chứ lắm. Đó đi giờ bây giờ gì là có như hai đứa đeo hay sao, hai đứa cháu đeo rồi hai đứa đeo còn đại vòng rồi.
ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay bé hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi. Ngón sâu yêu dệt tiếng ca êm đềm, ngón tay bé tình yêu mình. Chưa, chưa 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 cái phần này chưa, cái phần này để tí bên chúng tôi sẽ làm là không cần phải lại đâu, có đỡ ra rồi bắt đầu với anh mới thông cô. Xong cái đó thì bên chúng tôi sẽ lo là đấy, anh phải lo cái đó, có những lời phát biểu nói về ý nghĩa của lễ xin dâu, rồi có những phần quà nữ trang để kỷ niệm cho hai con, đặc biệt là cô dâu. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn bên nhà trai thì hai cháu hạnh phúc nhất đó là con của bà ngoại. Và xin thưa quý vị, ông bà nội thì có hình ở trên bàn thờ, đó là ông bà nội đã về bên kia thế giới rồi. Thì hôm nay không có sự hiện diện của ông bà nội, nhưng đặc biệt có sự hiện diện của ông bà ngoại. Vì vậy hiện nay chúng tôi xin trân trọng kính mời ông bà ngoại sau đó lời chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời ông. À, xin gửi micro cho ông bà ngoại nói. Hai con yêu quý, hôm qua ông rất vui mừng khi hai con được xin chào bà ngoại. Mừng lắm. Ông có chúc thì ông muốn nghe tặng để ông cũng mong rằng mình luôn luôn nghĩ rằng người đàn mình sống trong một cái vòng tròn, đừng khi nào mà mình đi lật lạc ra khỏi cái vòng tròn, mà thì là một gia đình nhớ ông nghĩ rằng rất hạnh phúc, cũng như là hôm qua đó thầy giáo đó cũng đã có những bài giảng chúc chúng con. Muốn cho cái bông hồng nó đẹp thì chúng con phải năng chăm sóc nó, mà nếu mà chúng con rảnh rạng thì chúc chắc là cái vườn hồng nó sẽ trang trương cả ngay. Cho nên đấy là những cái lời hôm qua của thầy giáo nói rất hay lắm, thì ông cũng mong rằng thôi mấy đấy bây giờ cũng là một người chủ thì gia đình đời luôn luôn lúc nào mình cũng phải đi theo trong một cái vòng tròn, đừng có đi ra ngoài qua đây phải về rất là tốt gia đình đầu. Ông giờ luôn mong phép thay mặt cho hai cháu, giờ mời ông ngoại, bà ngoại uống chung rượu mừng cho hai cháu. Mẹ ở đâu chuyện gì nhá, mẹ ở đâu có đây không? Quán rồi, tốn rồi. Anh đây rồi. À đây. Đây quán. Vâng, xin được đỡ lời cho hai cháu, xin hết lòng cảm ơn ông bà ngoại. Tuy rằng tuổi cao nhưng ông bà ngoại đã thương hai cháu rất nhiều, đặc biệt hôm nay hiện diện nơi đây, ông ngoại đã có lời chúc mừng rất tốt đẹp để chúc mừng cho hai cháu. Xin cảm ơn ông bà ngoại rất nhiều và xin Thiên Chúa sẽ ban nhiều hồng ân sức khỏe trên ông bà ngoại. Vâng, tiếp theo thì bên chúc mừng cho hai cháu, xin đã gửi video cho bác Hiệp ạ. Bác cũng vâng, xin đến lời cho hai cháu, xin cảm ơn hai bác Hiệp rất là nhiều. Bước tiếp theo thì xin kính mời hai bác Hòa. Hai bác Hòa, vâng, xin kính mời hai bác Hòa. Hôm nay về nhà chồng nhé, chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Vâng, đến lời cho hai cháu, xin hết lòng cảm ơn hai bác Hòa. Tiếp theo xin trân trọng kính mời hai bác Thuận. Xin mời hai bác Thuận. Vui của hai cháu, bác cũng đại diện cho gia đình có chút quà để gửi đến hai cháu và chúc hai cháu luôn sống trong tình yêu và biết ơn yêu cho nhau. Vâng, xin kính mời hai bác Thuận cũng là bác của hai cháu. Hôm nay bác gái cũng vì lý do sức khỏe cho nên không hiện diện đến đây, nhưng có bác trai, chắc chắn bác trai sẽ có được chúc mừng tốt đẹp để chúc mừng cho hai cháu. Xin kính mời hai bác Thuận. Mẹ
con xin đa lời cho hai cháu, xin cảm ơn hai bác Thuấn rất là nhiều. Vâng, vừa qua thì chúng tôi giới thiệu những các bác ở bên Hà Nội, và bây giờ chúng tôi xin được trở về bên ngoài. Trước hết xin kính mời hai bác Ngọc. Vâng, hai bác Ngọc sẽ có lời đưa lời chúc mừng cho hai cháu. Xin kính mời hai bác Ngọc. Mời hai bác Khải ạ. Vâng, xin mời hai bác Khải. Vâng, bác gái đã tiến vào để có lời chúc mừng cho hai cháu. Vâng, đây là bác Khải ạ. Hôm nay là một ngày vui của hai cháu, và bác cũng có món quà nhỏ để chúc cho hai cháu được hạnh phúc. Vâng, xin lấy lời cho hai cháu, xin cảm ơn hai bác Khải rất là nhiều. Tiếp theo xin kính mời hai bác Đức, và đặc biệt là bác Đức trai cũng là bố đỡ đầu của chú rể. Xin kính mời hai bác Đức ạ. Vâng, bác trai đâu rồi? Bố đỡ đầu mà không có ở đây chết rồi. Dạ, cũng có bác gái phải không ạ? Vâng, xin mời bác gái ạ. Vâng, đã lời cho hai cháu, xin cảm ơn hai. Không lên được bác gửi em nghe. Được. Thì hai con bác nói này, chúc hai con cháu mong bác. Vâng, đã lời cho hai cháu, xin cảm ơn hai bác Ngọc rất là nhiều. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thì như quý vị cũng đã biết, thì ngoài cha mẹ thân sinh, thì bên cạnh đó có cha mẹ đỡ đầu cho cô dâu. Vì vậy giờ đây chúng tôi xin kính mời hai bác Tốn, cũng là cha mẹ đỡ đầu của cô dâu, xin tiến vào để có đôi lời chúc mừng cho hai con. Xin kính mời mẹ đỡ đầu của cô dâu. Vâng, đã lời cho hai con, xin cảm ơn cha mẹ đỡ đầu rất là nhiều, đã hy sinh thời gian từ rạch giá đến tới đây cho quý vị ạ. Bao nhiêu là thời gian công sức cây số nên để mừng cho hai con. Xin cảm ơn cha mẹ đỡ đầu. Ông bà Trần Văn Thiện sẽ có đôi lời chúc mừng cho hai con, và chắc chắn sẽ có phần quà kỷ niệm cho hai con. Xin kính mời ông bà. Trước hết xin gửi lời chào đến ông bà ngoại, quý các bác, các cô, các dì, các mợ bên họ nhà trai. Tôi cũng là cha của cô dâu. Thì hôm nay nhân ngày đặc biệt của hai con, thì ba mẹ cũng không biết nói gì, thì một vài câu ngắn gọn. Thì đây cũng là ngày đặc biệt, hai con đã bước vào một đời sống gia đình mới. Thì như hai con cũng biết, tình yêu là trên hết. Thì một khi trong gia đình có tình yêu thì có tất cả. Mong rằng hai con sau này sẽ mãi mãi sống trong tình yêu, hạnh phúc suốt đời. Trong cuộc sống thì thật sự có nhiều cái nó cũng chắc chắn, nhưng mà hãy tha thứ cho nhau để nhận lại được những niềm vui tốt đẹp nhất. Đó là ba mẹ chúc hai con. Rồi cũng nhân tiện đây thì con của chúng tôi cũng về bên gia đình bên Nam Đồng. Thì thật sự ra con của chúng tôi cũng 22 năm sống chung với cha mẹ, nhưng mà khi mà về gia đình mới, về bên Nam tộc mà làm dâu, nếu mà cháu nó có gì thiếu sót hoặc thời gian gì cũng xin bên gia đình Nam tộc dạy dỗ theo. Rồi cũng là hai bên gia đình thì cũng mong anh chị xui hai anh nhận con dâu luôn. Bây giờ thì trước khi con về nhà mới thì ba mẹ cũng có chút quà để tặng cho hai con nhân ngày con về bên gia đình mới. Vâng, ngoài những lời nhắn nhủ chúc mừng của cha mẹ thân sinh, thì bên cạnh đó có những phần quà nữ trang để kỷ niệm cho hai con trong ngày lễ tân hôn hôm nay. Vâng, trước hết là một sợi dây vâng rất là đẹp, và người mẹ thân sinh đã đang chào cho người con của mình.
ba mẹ cũng có một chút cho hai con. Thì không phải cái đó để làm vốn để ăn chơi, nhưng mà đó là cái vốn để mà làm ăn, là kế sinh nhai sau này, cho tương lai của hai con. Chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc nhé. Vâng, kính thưa tất cả quý vị trong hai họ, những phần chúc mừng, những phần quà cũng đã được tận mắt, tận tay để trao cho hai con nói chung và đặc biệt là cô dâu Như Khuyên. Chính vì vậy mà khi kết thúc cái phần lễ xin dâu này, thì trước khi đi vào các phần tôn giáo và gia tiên của đối với người Kitô hữu chúng tôi, thì tôi xin được có một bài thơ để chúc mừng cho đôi tân hôn trong cái ngày hôm nay. Nhà thơ được nhà câu thơ được viết như sau: ứng duyên anh tặng khăn hồng, hỏi thăm người ấy có chồng hay chưa, nhận khăn gửi lại lời thưa, duyên thơm còn kén nên chưa có chồng. Hôm nay nhận chiếc bông hồng thì duyên thơm kén có chồng là anh. Xin quý vị cho chàng qua đây để chúc mừng ạ. Vâng, hôm nay Như Khuyên đã có chồng hả? Nhận bông hồng có chồng là văn mến hả? Vâng, rất là tốt đẹp. Xin như vậy bây giờ là giây phút quan trọng nhất của người Kitô hữu, người Công giáo chúng tôi. Và trước khi cô dâu xuất giá tổng khu trở về bên nhà trai để làm con làm cháu của bên họ nhà trai, giờ đây chúng tôi xin kính mời đôi tân hôn cũng như ông bà chủ hôn bên họ nhà gái, chúng ta cùng hướng về bàn thờ Thiên Chúa để thực hiện giây phút. Xin phép bên họ nhà gái để cho giây phút chút xíu để có tận tình ở bên họ nhà gái chút xíu. Là bên vấn đề họ nhà gái hôm nay là cái lễ này cũng là rất đáng quý. Tôi không biết nói gì hơn, thật mà cảm ơn. Sao nữa, hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hai con được coi như là thăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ công lao giữ dục sanh thành của cha mẹ, thì bây giờ hai con phải cùng để uống đền ơn đáp nghĩa để khi mà về nhà chồng. Bây giờ con mừng cái lễ này thì con mời coi như là má, con má đây. Còn đây, 1, 2, 3, chúc mừng. Vâng, xin chào mẹ, đặc biệt hai người cha, xin cạn nước trong ly ạ. Bữa nay là nghĩ là được gọi kêu bằng ba, bằng má, giữa hai bên. Hai mẹ với cùng ly nhau. Vâng, xin hai mẹ xích lại gần nhau ạ, tiến lên một bước, xích lại gần nhau. 1, 2, 3, chúc mừng cho hai con. Xin cả nước trong ly, cả rượu trong ly. Có gì hay dở gì hai bên cũng thông qua nhau. Nó đừng nói mà rễ mà coi như giỏi rồi đâu nó coi như là nó dở là không được. Vậy là phải thông qua hết. Vậy là hòa đồng. Đó. Còn xin phép bên hậu nhà gái. Thì giờ vậy là cũng xong. Thì bên hậu nhà gái có đồng lễ gì cũng là tự nhiên. Đó. Xin phép. Xin ngồi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn chứa thấm nhuận hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ chứng được trời. Quyền Chúa Thánh Thần xin ngự đến lòng vạn lòng đợi trông ngài soi sáng và luyện lọc hầu mong được xưng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao quá. Muốn cho gia đình trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống được phát triển. Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2019 là ngày lễ tân hôn của Như Khuyên và Văn Mến. Xin Chúa thánh hóa và chúc phúc cho tình yêu của đôi bạn luôn được thánh thiện, trung thành, thủy chung với nhau đến trọn đời. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân bao la mà Chúa đã ban cho đôi tân hôn, cho hai gia đình và cho hai họ Trần và Võ được nên thánh thiện đoàn kết, yêu thương và cùng sống theo thánh ý Chúa đến trọn đời.
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật và đặc biệt dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa, đã ban cho người nữ được làm bạn giúp đỡ người nam, và lấy xương thịt người nam dựng nên thân thể người nữ và dạy cho họ phải biết kết hợp yêu thương, trung thành với nhau đến trọn đời. Bởi này luôn được chung hưởng những niềm vui và biết chia sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống, làm cho tình yêu ngày càng thêm đằm thắm keo sơn. Lạy Chúa Giêsu vua tình yêu và mẹ Maria đầy lòng nhân ái, xin nhìn đến đôi tân hôn như khuyên và mang mến. Họ là những người con yêu dấu của Chúa và mẹ mà hôm nay được kết hợp nên vợ thành chồng theo bí tích hôn phối mà Thiên Chúa đã thiết lập. Xin ban cho đôi bạn được biết sống theo đạo lý của Chúa, biết yêu thương và tạo hạnh phúc cho nhau. Được Chúa và Đức Mẹ. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sông ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Tiếp theo là giây phút kính nhớ tổ tiên mà hôm nay hai chúng con là Như Khuyên và Văn Mến như hai dòng sông không còn ngăn cách, đã gặp nhau, đã hòa hợp chảy chung đường chung hướng để cùng đưa nhau đến đỉnh ngàn đời, được sống trong tình Chúa yêu thương là niềm hạnh phúc cho chúng con. Vậy chúng con xin hết lòng ghi nhớ công ơn các bậc tổ tiên và nguyện hết lòng thương yêu quý trọng nhau, cố gắng sống trọn nghĩa, trọn tình, trọn hiếu, trọn đạo vợ chồng, hầu xây dựng gia đình hạnh phúc theo thánh ý của Thiên Chúa. Và giờ đây chúng con xin ông bà tổ tiên, đặc biệt là ông bà nội, tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con trở nên như cây hoa mang nhiều hương sắc, cùng được đơm hoa kết quả trở thành một gia đình hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Với tâm tình kính nhớ đến các bậc tổ tiên, đặc biệt là ông bà nội, chúng con xin dâng lên những nén hương trầm thể hiện tấm lòng thảo hiếu và biết ơn của tất cả chúng con. Đề nghị ông bà chủ hôn và đôi tân hôn sẽ vái ba vái trước di ảnh của tổ tiên, đặc biệt là ông bà nội. Xin kính mời. Sau đó cắm vào ly hương. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin lớn trên tổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao nên đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người.
bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên tổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bảo nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Vâng, giây phút hiến dâng đôi tân hôn cho Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Đu Xe, cũng như phút kính nhớ tổ tiên đã kết thúc, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị an toàn và văn mến tại tư gia của ông bà chủ hôn bên họ nhà trai. Tôi xin được hỏi nhà gái chúng tôi, đặc biệt là tại tư gia của ông bà Trần Văn Thiện là chủ hôn bên họ nhà gái, để giữa hai gia đình, hai thân tộc chúng ta tiến hành lễ xin dâu, còn gọi là lễ đón dâu, mà hai gia đình đã được thống nhất tổ chức trong ngày hôm nay tại tư gia của ông bà Trần Văn Thiện. Chúng tôi rất hân hoan vui mừng khi quý vị đến đây. Trước hết là quý vị đã có những lời phát biểu chúc mừng rất là tốt đẹp, nhằm mục đích là để chúc mừng cho hai cháu khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và đồng thời quý vị cũng đã có những sính lễ xin dâu theo tập tục của tiền nhân từ xưa để lại, để quý vị trình lên họ nhà gái chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những sính lễ đó, cũng như những lời chúc mừng tốt đẹp của bên họ nhà trai. Họ mục đích để tất cả chúng ta đều cầu nguyện vui tắc để cho hai cháu được hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Và trước khi quý vị trở về bên họ nhà trai để tổ chức lễ tân hôn, chúng tôi cũng xin được cáo lỗi nếu chúng tôi có điều gì mà làm quý vị buồn, thì xin quý vị cũng thông cảm để bỏ qua cho nhau, để nhằm mục đích là xây dựng và vun đắp để cho ngày lễ tân hôn của hai cháu được mọi sự tốt đẹp theo sự mong ước của ông bà chủ hôn và thân tộc bên họ nhà trai. Và khi quý vị rời bước từ họ nhà gái chúng tôi trở về bên họ nhà trai, chúng tôi xin được kính chúc hai họ nói chung và đặc biệt là họ nhà trai thượng lộ bình an. Xin chân thành cảm ơn và xin quý vị chẳng qua tay để chúc mừng ạ. Và đây xin họ nhà trai có đôi lời gì xin phát biểu ạ. Ngày hôm nay là coi như là làm lễ một bên nhà gái, làm lễ coi như là qua, coi như là vấn đề thông qua tất cả là đã xong, thì tôi cũng thành thật cảm ơn bên nhà gái. Sau nữa là xin cái lễ để rước dâu, để sau nữa để tiễn các qua nhà trai chúng tôi cùng là như là đó, thì kinh kinh phúc mọi người đây. Vâng, chúc xin thay lời cho toàn thể bên họ nhà gái chúng tôi, đặc biệt là có ông bà ngoại, ông bà Trần Văn Thiện. Chúng tôi xin sẵn sàng để đón nhận sự thỉnh mời của vị trưởng đoàn, và chúng tôi sẽ cùng tháp tùng với quý vị. Người ta thường nói rằng một bên đón, tức là bên nhà trai thì đón, bên nhà gái chúng tôi thì đưa, để trở về một nơi chính thức nhất, đó là tư gia của ông bà chủ hôn bên họ nhà trai, để cùng chứng kiến ngày lễ tân hôn của văn mến và như khuyên, và đặc biệt chắc chắn là sẽ cùng chung chia niềm vui trong bữa tiệc tân hôn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vậy là giờ xin thánh luôn là để ngồi uống nước rồi mới bắt đầu đi. Vì thời gian thì tùy theo vị trưởng đoàn, nếu cảm thấy muộn thì quý vị sẽ chú bác làm nhà trai dùng chung rượu kính mời. Cái này thì không biết là theo như hai phong tục thì không biết là kêu nó là cái phong không bị gì dạ, cái này thì theo như tôi từng làm MC á, thì theo như bên người bên họ nhà trai, bên người là không có tôn giáo thì gọi là phong thơ nạp tài. Thì bây giờ tôi cũng xin được mạn phép là cái phong thơ nạp tài này bên nhà trai đã đưa qua, để coi như là thì thôi bây giờ vợ chồng chúng tôi cũng xin dành tặng cái này cho hai con, để cũng có thêm một tí vốn để mà trang trải trong cuộc sống tương lai của mình. Xin cảm ơn. Vâng, thì ông bà Trần Văn Thiện sẵn sàng đón nhận, nhưng mà thương con cho hai con điều đó quá tốt rồi, ông quý vị cho chàng pháo tay thật to thôi ạ. Vâng, quá tốt. Vâng, khi mà coi như mình lấy rước dâu thì giờ mà
đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Dối kia thắm mãi bên vàng trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chan chan, gió mênh mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đâu biết nói gì hơn, nước ở đây là nó nậu bà nội mà hôm nay bước tới của sáng đến đường đầu đầu để mừng cho hai cháu. Nói như là cho cháu bước tới trước uống đường rượu bên đầu cho cháu đọc cho thầy tốt. Còn kế nữa, cô dì, chú bác, anh chị bước tới những chung rượu những đầu cháu cũng cảm thấy tốt. Chào bao ơi. Ngày hôm nay chào bác của mình biết có gì hơn, biết có món quà để cho hai cháu tiền nghi sử dụng nha. Chẳng sợ điều gian khổ rêu nêu,
Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trắng thay đen, anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì từ xưa đến nay thì hôn nhân luôn là một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại hạnh phúc nhất đời người, và đó cũng chính là ước mơ hoài bão niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà các đôi trai gái yêu nhau ngày đêm mong ước. Và tình yêu giữa chú rể văn mến và cô dâu như khuyên đã trải qua nhiều năm đời tháng chờ, để đến ngày hôm nay niềm ước mong chung đôi của các bạn đã chính thức trở thành hiện thực khi được sự tác hợp từ phía hai bên gia đình cũng như chính quyền địa phương. Và kể từ đây thì đôi bạn của chúng ta sẽ cùng về chung sống dưới một mái nhà, cùng chung tay vun đắp đông đầy thật nhiều những yêu thương. Và trong thời khắc long trọng của ngày hạnh phúc hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cộng hoa, cùng nâng bước cô dâu chú rể tiến lên để đài hạnh phúc bằng một tràng pháo tay thật long trọng. Thưa quý vị, niềm hạnh phúc đang ngập tràn trên gương mặt chú rể văn mến và cô dâu như quyên, và đối bạn của chúng ta đang bước cùng nhau những bước đi chung đầu tiên trong cuộc đời để một tình yêu luôn chân thành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Thì chắc là sẽ không quên công ơn sinh thành dưỡng dục từ các bậc cha mẹ đôi ngư. Vì mà trong buổi lễ long trọng này, cho phép mình cũng xin được trân trọng kính mời và giới thiệu đến toàn thể quý vị về phía đại diện cho hai bên gia đình chủ hôn. Về phía họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Tâm Em, bà Trần Thị Liễu là thân sinh phụ mẫu của chú rể. Kính mời ông Trần Văn Thiện và Trần Kim Mai là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Về đây kính mời thân sinh phụ mẫu của dâu chú rể chúng ta cùng tiến về phía sân khấu để bắt cùng toàn thể quý vị. Chúng ta cùng tiến về phía sân khấu ạ. Thưa quý vị, niềm vui của các bậc sinh thành dưỡng dục đôi ngư là được nhìn thấy con mình lớn khôn và yên bề gia thất. Và ngày hôm nay, niềm vui ấy đối với hai bên gia đình như được nhân lên rất nhiều lần khi nhận thấy sự hiện diện đông đủ đều thương của quý vị đã không ngại mưa gió và đến đây chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và để đáp lại tấm chân tình của quý vị đã không ngại điều kiện khó khăn mà đến đây chung vui, giờ đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời vị đại diện từ phía họ nhà trai, đó là anh Chính, sẽ có đôi lời gửi đến quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Và cô bác hậu quả hai bên kính thưa ông bà cô bác có mặt hôm nay là hôm nay ngày 8 tháng 9, tức là ngày 10 tháng 8 năm 2019,
năm năm 1919 xin thay mặt trong gia đình thì hôm nay có mặt ông bà cô bác có mặt hôm nay là sự vinh hạnh cho gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn chúc mừng ông bà cô bác anh chị có mặt hôm nay cứ uống chung rượu sao dùng nước mặt lạ dùng cho cháu mừng cho cháu được trăm năm hạnh phúc kính chúc ông bà cô bác xin có đâu rồi xin hết. Với Phương Trang đây cho những lời chia sẻ thật chân tình vừa rồi đến từ vị đại diện Hoàng Nhà Trai đó là anh Chính ạ. Vâng, và thưa quý vị, và giờ đây thì về phía Hòa Nhà Gái cũng có đôi câu tỏ bay sẽ được trọng kính mời vị đại diện. Vâng, kính thưa ông bà nội, kính thưa ông bà ngoại, kính thưa ông bà chủ hôn bên Hòa Nhà Trai, kính thưa tất cả quý thân nhân của họ nhà trai, kính thưa toàn thể quý vị khách quý đã được ông bà chủ hôn nhà trai mời đến hiện diện nơi đây, và thưa tất cả các bạn trẻ đang hiện diện nơi buổi lễ tân hôn của Văn Mến và Như Khuyên. Lời đầu tiên xin thay lời cho toàn thể mọi người trong phái đoàn bên họ nhà gái, chắc chắn chúng tôi không quên, xin được kính gửi tới ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà chủ hôn, vị đại diện bên họ nhà trai và toàn thể quý vị khách quý các bạn trẻ lời chào thân thương nhất, xin trân trọng kính chào quý vị. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chắc chắn rằng mọi người chúng ta đều biết hôm nay là Chúa Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, một ngày mà ông bà chủ hôn bên nhà trai đã chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành tổ chức lễ tân hôn cho Văn Mến và Như Khuyên. Chúng tôi cảm nhận được khi đến hiện diện nơi gia đình của ông bà chủ hôn nhà trai nơi đây, chúng tôi được sự đón tiếp rất nhiệt thành từ ông bà chủ hôn cũng như thân gia nhân của bên họ nhà trai. Đặc biệt giờ phút này đây được hiện diện trên sân khấu là trung tâm của buổi lễ tân hôn cũng như trong hôn trường lễ tân hôn, để được chứng kiến ngày lễ tân hôn của Văn Mến và Như Khuyên, và đồng thời cũng để sẻ chia cái niềm vui với gia đình và thân tộc bên họ nhà trai trong cái bữa tiệc liên hoan này. Ước mong rằng hai gia đình, hai thân tộc chúng ta luôn luôn thể hiện tinh thần yêu thương đoàn kết, đó là cùng nhau vun đắp và xây dựng cho tình yêu của Văn Mến và Như Khuyên vâng hôm nay, ngày mai và mãi mãi suốt cả cuộc đời luôn luôn được hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn đó là điều ước mong của tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện trong ngày lễ tân hôn của Văn Mến và Như Khuyên hôm nay. Vâng, và kính thưa ông bà chủ hôn, thì giờ phút này đây ở bên họ nhà gái chúng tôi cũng dẫn đưa cháu Như Khuyên về đây tại tư gia của ông bà chủ hôn nơi đây, trước hết để cháu được làm con thảo dâu hiền của ông bà chủ hôn bên họ nhà trai, được làm cháu chắt trong thân tộc bên họ nhà trai, và một niềm vui nhất, một niềm đặc biệt nhất, đó là được làm vợ trăm năm của Văn Mến. Ước mong rằng ông bà chủ hôn cũng như trong thân tộc nam tộc sẽ đón nhận cháu là một thành viên mới, để cháu sẽ từ những lời dạy bảo tốt lành của ông bà cũng như trong thân tộc, để cháu sẽ trở thành một thành viên tốt nhất trong họ nhà trai hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Bằng ước mong rằng chúng ta luôn luôn yêu thương và xây dựng cho tình yêu của hai cháu, tức là Văn Mến và Như Khuyên, sẽ được mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và sau cùng xin được thay lời cho ông bà chủ hôn bên họ nhà gái, đó là ông bà Trần Văn Thiện, cũng như đặc biệt hôm nay bên họ nhà gái chúng tôi tới đây, đó là ngành cao nhất, đó là ông bà ngoại và thân nhân của họ nhà gái chúng tôi, xin được hết lòng cảm ơn ông bà chủ hôn và thân tộc họ nhà trai, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời và nghĩ ngọc vừa rồi đến từ phía hai vị đại diện phía họ nhà trai, họ nhà gái, và xin được cảm ơn hai vị và gia đình, kính mời hai vị chúng ta cùng trở về bàn tiệc chung vui với tất cả quý vị khách quý. Vâng, thưa quý vị, liên tục chương trình tiệc cưới thì ngay sau đây kính mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những nghi thức thiêng liêng nhất trong ngày cưới. Xin mời đôi ngân của chúng ta hãy cùng thực hiện nghi thức rất của Smell trên tóc liền tình yêu. We'll be right back.
một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc 2, 3. Hôm nay kính nghĩa thông gia chúc cho hai họ đậm đà tình thân, bình duyên kính nghĩa trăm năm, dấu huyền để tạo đường lòng hãy đền ra. Giờ đây kính mời những hai bên gia đình chúng ta khởi bằng tiền chung ngôi cùng với tất cả quý vị khách quý. Sống xin nhọc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ giao mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đà. Tiếng cười vui quá.
dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. 1, 2, 3, vô. Của bên họ nhà trai và toàn thể các vị khách quý, các bạn trẻ thân thương vẫn còn đang hiện diện nơi hội trường lễ tân hôn. Người ta vẫn thường nói rằng hoa nào thì cũng phải có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc chia tay. Quả thực giờ phút này đây, nơi hội trường lễ tân hôn, đặc biệt là nơi tư gia của ông bà chủ hôn bên họ nhà trai, đang vui và còn rất rất vui. Nhưng kính thưa quý vị, vì họ nhà gái chúng tôi cũng có một số quý vị cao tuổi, rồi một số quý vị ở rất xa như ở mãi rảnh giá sau đám cưới này phải ra về. Chính vì vậy giờ phút này đây xin được thay lời trước hết là cho ông bà ngoại, ông bà chủ hôn Trần Văn Thiện và toàn thể quý vị ở trong thân tộc họ nhà gái chúng tôi. Xin hết lòng cảm ơn ông bà cụ nội, ông bà cụ ngoại, ông bà chủ hôn và toàn thể quý vị trong thân tộc họ nhà trai hôm nay đã cho chúng tôi được tham dự tất cả các nghi lễ nơi tư gia của ông bà chủ hôn, và đặc biệt nhất là tham dự bữa tiệc tân hôn. Chính vì vậy, trước khi ra về, chúng tôi xin được kính chúc ông bà chủ hôn hôm nay tổ chức lễ tân hôn cho người con của gia đình được thành công, kết quả tốt đẹp. Xin quý vị cho tràng hoa tay thật to nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn. We'll be right back.
vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu, đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp. Đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú
trời cao thành hương miệng xa.